Đây, hello mọi người nhé. Thì công ty mình vừa về một cái mẫu xe đạp địa hình khung nhôm rất là xịn sò, chính hãng của Big Tat nhé. Để thì mình nay mình quay trực tiếp để cho các bạn xem cái độ chắc chắn và cái chất lượng của xe như nào. Để thì mình nay làm cái video thực tế cho các bạn xem luôn. Thì đầu tiên các bạn xem cho mình. Thứ nhất là xe đạp loại khung nhôm. Thì tất cả các mối hàn hoàn toàn bằng robot này, 100 mối như nhau 100 mối này. Sơn hoàn toàn bằng sơn tĩnh điện nhé. Đây, rất là mịn. Các bạn đi dày mưa dày nắng thì không bao giờ lo bị han gì. Và chất lượng nhôm thì tương đương nó là khối lượng nó rất là nhẹ so với khung sắt. Đây là ưu điểm của khung nhôm. Thứ nhất là cứng. Cái thứ hai là mối hàn của nó rất là chắc chắn, sơn mịn bóng. Và cái thứ ba là nó rất là nhẹ khối lượng. Đằng trước thì phục nhún đây nhá. Phục của nó hoàn toàn bằng ti màu đen. Khóa, cái này là khóa trục nhá, chứ không phải là ốc vặn trục cái loại thường. Phanh đĩa, tay đề Xi Minh, hàng nội địa của Trung Quốc, rất là xịn. Chất liệu yên mềm mịn này, là hàng cao cấp. Cái da của nó, chất lượng nó khác hoàn toàn các bạn rẻ tiền nhé. Đằng trước 3 tầng đĩa này, đằng sau 7 tầng líp. Đây mình có thể quay thử cho các bạn xem cái độ nhạy của nó như nào nhé. Đây. Đấy, các bạn chỉ nghe tiếng do của đạn bạc thôi. Đây là bi đan của nó này. Đấy, khác hẳn hoàn toàn cái loại hàng rẻ tiền nhé. Tất cả cái dây của nó đều được đi âm khung. Đây thì có một cái dây phanh thì nó sẽ phải đi bên ngoài của đây dây đề. Toàn bộ là nó sẽ đi âm khung. Đây một con xe dáng rất là thể thao, hàng khung nhôm. Chất lượng thì các bạn không phải bàn tới rồi. Rất là ok. Đấy thì bạn nào mua thì có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Miễn phí ship tận nhà cho các bạn.